Trời ơi, bác chị chán. Trên cái khu này em đi lên em thấy cây hoa vàng này rất là nhiều. Em bay cây hoa vàng cả nhà xem này. Em thấy phía bên đây em không biết là họ làm vàng này, họ trồng cái gì. Wow, để một chút đi em hỏi thăm. Họ đang làm vàng này, cái vàng rất là cao luôn, hình như là trồng nho. Cây nho chưa có gì hết, như là họ mới trồng, kiểu như họ cắt tỉa hết rồi nên nó trống. Đây là cái vườn nho sao ạ. Rồi đi qua đường phải ngó, không ngó là dễ xe cái nhà. Cái nhà em đi chùa xong rồi cái em đi vào nhà người ven, thì đi qua con đường này em thấy là có một cái luống, cái đây là rau mà không biết rau gì, hình như là rau ế, rau ngò, ngổ gì cái nha. Đây. Một vườn rau luôn. Cây này là cây vế này cả nhà. Cây vế là cái ý đó, cây vế. Cái vế nó thơm lắm cả nhà, này quá trời, một ruộng vế luôn. Cái vế rất là thơm luôn. Và xa xa bên kia thì em thấy có cái vàng nho. Và em muốn được vào cái vàng nho em quay mà không biết đi vào đâu để vào được vàng nho. Em quay cho cả nhà xem này. Đi vào cái con đường này cách xa thành phố không xa cả nhà, chỉ cần đi vào cái con đường này là thấy thôn quê rồi cả nhà. Qua em thấy vườn nho, cái trái nho này quá trời trái, trời ơi trái nó ra chùm chùm luôn cả nhà. Mà chỉ đứng ở ngoài thôi, tay không dám vào bên trong tại không có người để mình xin vào cả nhà. Cả nhà thấy không, nho này. Wow, cây nho quá trời luôn. Vườn nho này em thấy đầy trái luôn cả nhà ơi. Em dòm thì có chủ, em xin vào cái vườn nho em quay mà không thấy chủ, nó không dám vào quay. Đi vào một mình mà không xin á, vô người ta tưởng mình ăn trộm, người ta đập cho mình tiêu đó. Đứng vào bờ rào này cả nhà thấy à, em zoom cận cảnh cái nhà xem này. Đi ngang qua con đường này thấy cái vườn nho ra trái quá trời, ngon quá cả nhà. Em tới gần quay cận cảnh thôi, không có người để mình xin vào. Wow. Đây. Ra rất là nhiều trái nha. Ơi giờ này là giờ trưa, trưa nắng luôn cả nhà, nắng chang chang luôn mà em đi vào con đường này á thì em thấy cái vườn nho quá trời trái nên em ghé lại quay cận cảnh vườn nho cả nhà xem. Trời ơi quá trời trái. Đây là nho xanh nha cả nhà. Phải có chủ nha, mình xin vào mình vay rồi mình xem có nho chín mình mua về mình ăn.
Wow, chùm nho. Em đứng ở ngoài bờ rào em quay vô cả nhà thấy không? Chùm nho này. Giờ này trên đây á rất là vắng. Mà đứng thì gió rất là mát. Ôi. Cảnh mát cả nhà. Em mới vừa về nhà, em thì không có đi quay nho quay táo, mà em đi ngang qua con đường đó em thấy vườn nho rất là nhiều trái, em đứng lại em quay thì cả nhà thấy vườn nho nhìn trái nhiều rất là mê ha. Mùa này ở em nho táo rất là nhiều, thì em đứng em quay mà trời rất là nắng, mà nắng chang chang luôn, nắng cực kỳ là nắng. Rồi bây giờ em đã về tới nhà rồi, khát nước quá, bây giờ em vào bếp là một cái ly nước. Em trên đường về thì thấy cô này bán chanh dây, em mua một ít chanh dây về để làm nước chanh dây uống giải khát nha cả nhà. Mùa này nóng nực, chị có thích uống nước với cả nhà. Đó là một cốc nước sữa dầm đá chanh dây. Cái món này là em có chuẩn bị chanh dây với một hộp sữa con thỏ. Rồi bây giờ em đem đi pha chế một ly nước uống mát giải nhiệt và bổ sung vitamin, uống đẹp da. Thì cái món sinh tố chanh dây em có chuẩn bị là chanh dây, sữa ong thọ, sữa đặc có đường, một cốc đá chanh dây, sữa đá dầm. Cách làm thì cũng đơn giản thôi cả nhà, chỉ cần chanh dây này với sữa đặc và đá. Thì cho ra một cái ly sữa đá chanh dây dầm rất là ngon. Rồi bây giờ em pha một cốc chanh dây sữa dầm, cho đá vào cái cốc, sau đó thì mình cho sữa vào. Sữa em cho vào tủ lạnh, sữa cái nó đặc lại luôn cả nhà. Nhưng mà không sao, chanh dây thì em đã cắt ra rồi này cả nhà. Cái chanh dây mình pha thì mình để cái chanh dây nó thật là chín. Chín tới cái vỏ nó héo chừng nào thì cái trái chanh dây nó thơm và nó ngọt, nó ngon hơn, nó giảm bớt chua như cái nhà. Nếu như mình mua trái chanh dây về mà mình để cái trái chanh dây cái vỏ nó còn tươi xanh thì mình pha nước, cái nước cực kỳ là chua luôn và nó không có cái mùi thơm. Để chanh dây chín thật chín tới thì cái trái chanh dây nó rất là thơm, và mình pha với nước mình uống cái vị chua nó cũng nhẹ đi nữa. Rồi giờ mình cái chanh dây này mình cắt ra rồi mình cho thẳng trực tiếp chanh dây này vào cái sữa luôn, không cần phải pha gì hết cả nhà, chỉ cần cạo cái hạt chanh dây này cho thẳng vào cái cốc đá với sữa. Em cho một trái thứ hai vào. Một cốc như vậy em cho khoảng 3 trái nha. Chanh dây chín tới rất là thơm. Và nghe cái mùi em thấy nó ngọt ngay cả nhà. Nó không có giống như là cái chanh dây tươi. Chanh dây tươi mình cắt ra mình nghe cái mùi chua rất là nhiều luôn á. Cốc chanh dây, sau khi em cho cái chanh dây và sữa vào thì cũng là đơn giản thôi. Bây giờ mình nào vậy đều lên để cho cái chanh dây và sữa nó tan ra ha. Mình pha theo cách này thì nó ngon hơn, đậm đặc hơn. Còn có người pha thì có thêm một cách nữa, mình cho thêm nước vào chanh dây để mình đánh tan cái chanh dây với nước ra, và sau đó thì cho sữa. Thì uống như vậy thì nó không có ngon. Em thích uống như vậy thì nó nguyên chất hơn, cái nước đá nó ra nó hòa nghiền với sữa và chanh dây, uống rất là ngon. Rồi bây giờ em vậy đều lên. Em lỡ cho cái sữa này vào tủ lạnh á, nên em đổ vào cái cốc chanh dây em thấy nó không hấp dẫn. Mình mua cái sữa mềm cái mình đổ trực tiếp vào, mình khui ra mình đổ vào thì cái sữa nó chảy ra nó mới ngon. Mình để nó đặc quá, giờ mình vậy nó từ từ nó mới tan cả nhà. Rồi bây giờ em vậy đây cái cốc chanh dây lên ha. Đi nắng về làm một cốc chanh dây sữa dầm như vậy thì thôi rồi, khỏi nói luôn. Em cho cục đá lớn vào đây. Em sợ trong thời gian em quay á,
Em cho đá nhỏ quá, cái em mở quẹt cái nó sẽ tan đá ra, nên em cho cái cục đá lớn này trong thời gian em quay thì cái cục đá lớn này nó tan ra là vừa rồi. Mình vậy đều lên cái cốc chân dây thủy dành này á, mình pha với đá bào cũng ngon cái nha, nhưng mà mình không có dụng cụ để bào đá, mình dùng đá viên, nói chung là dùng đá viên cũng được, mà dùng đá bào thì ngon nha cái nha. Vậy là em đã có một cái cốc sữa dầm chanh dây. Vậy là đã xong rồi đó cả nhà, về cho ống hút vào là uống thôi. Trời nắng nóng sau khi đi ngoài nắng về rất là mệt ha và khát nước. Chỉ cần pha một cốc nước chanh dây hoặc là một cốc nước sinh tố nước uống. Vậy là em đã có một cái cốc chanh dây sữa dầm, em pha thì cũng đã xong rồi, trông rất là đơn giản, chỉ cần cho sữa và cho chanh dây vào với đá thì mình dầm lên. Mình đi nắng về mệt mệt đó, không có đi như vậy đấy, là uống là hết mệt luôn. Mình pha xong mình uống uống tại chỗ luôn cho nó ngon. Em mời cả nhà nha, em pha nó hơi đặc quá. Wow, nó có mấy cái hạt chanh đó cả nhà, mình hút ống hút lên á thì nó đi theo cái ống hút đó, nó bị kẹt. Mình cho chanh dây trực tiếp vào cái sữa đặc quý đá mình dầm á thì uống nó ngon cả nhà, nhưng mà cho cái ống hút này nó nhỏ quá, mình hút nó lên á nó bị kẹt cái hạt nên không hút được. Thôi giờ mình dùng muỗng uống chanh dây cả nhà. Rất là ngon luôn. Ngon cả nhà, cái vị chanh dây nó chua chua, nó hòn với cái sữa đặc á, nó béo béo, nó ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, nhưng mà rất tiếc là nếu như cả nhà muốn uống mà nó ngon hơn á thì mình lược cái hạt này mình bỏ nha, mình cho cái hạt này vào trực tiếp á, mình hút á nó đi vào cổ nó dễ bị ngạt lắm cả nhà. Nhưng mà em thì thấy cho cái hạt vào cái ly chanh dây sữa dầm nó ngon hơn, nhưng mà lại mình uống nó lại dính mấy cái hạt này, nó cũng hơi khó uống một chút. Mình có cái ống hút lớn thì mình hút nó sẽ lên, còn cái ống này nó nhỏ quá mình hút cái hạt nó lại kẹt. Ngon, cả nhà thử vào để pha một cái cốc chanh dây sữa dầm giống như em uống nha. Mùa hè này mà uống mấy cái này á và đẹp da nè, và nó có chất vitamin nè, tốt cho sức khỏe nữa cả nhà. Giờ em vừa đứng vừa quay mà vừa uống lười cái hạt ra nó mất thời gian cả nhà, em chỉ uống một ít thôi cả nhà. Ngon, nó ngon ư là ngon luôn, nhưng mà rất tiếc có mấy cái hạt này uống nó giống như nó cản trở mình uống không ngon gì cả nhà. Ngon quá, ngon nha, ngon lắm luôn cả nhà, không nói dốc đâu. Mua chanh dây với sữa đặc ông thợ về pha uống thử như cả nhà. Đấy là chanh dây này. Nó ngon. Giờ có mấy cái hạt này em không biết uống sao luôn á, ống hút thì nhỏ, hút lên thì nó đi vào luôn, em sợ nó mất cổ mà xúc từng muỗng á.
thì nó rất là lâu. Ngon quá mà uống có mấy hạt cũng quá. Trời, nhân viên giáp dạ. Khi em đi về và pha một cái cốc nước, pha cái nước chanh dây sữa dầm này á, thì cả nhà chịu khó cho vào cái lược, mình lược mình lấy cái hạt ra đi, mình pha thì mình uống nó dễ uống hơn, tại vì có mấy cái hạt đó mình uống nó lợn cợn, nó vào cổ thì rất nhiều khi mình nuốt vào nó bị mất nghẹn cả nhà. Và cái hạt chanh dây rất là nhiều luôn, nên uống mình lười nó, mình lừa nó ra thì mình cũng mất thời gian lắm. Nên cả nhà thôi, cái lúc mà mình pha cái nước chanh dây này thì cả nhà cho vào cái rây để mình rây cái hạt này ra, sau đó thì mình đem đi pha, mình uống nó sẽ ngon hơn nha. Rồi chúc cả nhà thưởng thức cái ly chanh dây sữa dầm ngon miệng cùng em. Chanh dây sữa dầm thì cũng đã xong rồi và mang ra mời cả nhà. Nếu như cả nhà thấy cái món chanh dây sữa dầm này em pha đơn giản nhưng mà ngon nha, nếu như cả nhà thấy thích thì cả nhà ủng hộ với chéo để kênh ngày càng phát triển hơn. Cả nhà xem, cả nhà ủng hộ để cho em có thêm động lực ra nhiều video. Cả nhà cho em một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký để có cái video mới tiếp theo xem nha cả nhà. Em luôn chân thành cảm ơn cả nhà đó rất là nhiều. Em hẹn gặp lại cả nhà một cái video sau. Bye cả nhà.